cô chú anh chị và các bạn, chúng ta có thể thấy rằng đây là một cái bài tweet của BSC News, và dạo gần đây họ cũng tweet rất là nhiều. Sau cái video trước Thắng có làm về P Network thì đợt này lại có thêm một cái đoạn tweet mới. Thì có thể cô chú anh chị và các bạn đã đọc về cái đoạn tweet này rồi. Thì chúng ta thấy rằng là BSC News họ khá là quan tâm đến P Network và cái việc khả năng cao nếu như P lên mainnet chính, lên mainnet mở thì cái khả năng nó sẽ được Binance quan tâm rất nhiều, và thậm chí có thể nó sẽ được đưa lên trên sàn để giao dịch ở một cái mức độ nào đó. Thì mình có thể vào trong cái bài viết này thì nó nói tóm gọn về việc 5 cái dự án trên cái mạng lưới của Pi đáng để quan tâm. Thì trong đó chúng ta thấy rằng là họ cũng nhắc đi nhắc lại về cái việc là cái số lượng người tham gia cũng như là cái người mà họ có trên Twitter là follower đó. Thì có 5 các cái dự án như vậy. Thì trong đây chúng ta thấy rằng có một cái dự án nó sẽ mang tính chất là khai báo lỗi, đó là Picare, dành cho những người Pioneer như chúng ta khi sử dụng cái mạng lưới Pi, nếu như có vấn đề gì lỗi phát sinh thì cứ report, cứ báo cáo lại cho họ để họ sửa chữa. Và cái thứ hai là giá khá là thay, đó chính là cái việc tạo ra một cái nền tảng để tìm kiếm việc làm, để các cái thị trường người ta có thể tìm kiếm được những cái nhân tài cũng như là những cái người làm việc, và hoàn toàn chúng ta là những người pioneer có thể tìm kiếm công việc ở trên đây. Thì chúng ta có thể được làm việc online chẳng hạn, hoặc có thể được trả tiền bằng chính cái đồng Pi luôn. Và hai cái đầu tiên đó chính là đều thắng chiến thắng trong cái cuộc thi Hackathon năm 2021. Về sau này thì chúng ta có thêm là Pi Chân Mò, là một nơi chúng ta giao dịch hàng hóa giống như Shopee, Tiki, Lazada. Và trong tháng 12 này chúng ta sẽ thấy là cái P2Go sẽ bắt đầu lên mainnet. Thì nó sẽ cho chúng ta có thể đặt các cái tour du lịch. Tất nhiên theo như Thắng nghĩ rằng là nó có thể chưa hoàn thiện, hoặc có thể nó chỉ những cái tour rất là cơ bản, hoặc là nó chưa chắc đã sử dụng toàn bộ số Pi để thanh toán đâu. Có thể nó chỉ dùng một phần nào đó, hoặc là 2/3, hoặc 50%, vân vân. Và cái nữa rất là quan trọng đó là cái Pi Bridge. Cái Pi Bridge này nó rất quan trọng trong cái việc blockchain, khi mà nó có thể kết nối. Cái bản thân cái từ Bridge nó có nghĩa là cầu nối, cái cầu, và nó sẽ nối giữa mạng Pi và các cái mạng khác. Thì trong đây cái bài viết này có cái tác giả trong cái trang BSC News, họ cũng nói rõ là bao gồm cả cái việc kết nối với BNB Chain. Đó, BNB Chain thì chúng ta thực sự đã quá là rõ ràng về cái công năng của nó rồi. Chắc chắn là nó chỉ có sau mỗi cái Ethereum Chain mà thôi. Nhưng cái lợi thế của BNB Chain là tốc độ giao dịch nhanh hơn, cái phí gas rẻ hơn. Thì cái việc mà Pi được đưa lên trên cái BNB Chain á, tức là gì? Tức là khi chúng ta sử dụng một cái giao thức BNB Chain, có một cái ví trên BNB Chain, nó hoàn toàn có thể được kết nối cả với Pi Network nữa. Tức là trong tương lai đồng Pi không chỉ giới hạn được lưu trữ trên cái ví Pi, mà nó hoàn toàn có thể lưu trữ lên trên các cái nền tảng ví nóng khác như là MetaMask, như là Trust Wallet, Shuffle, hay là ví Sepmoon chẳng hạn. Đó, có thể nếu như nó thích hợp thì hoàn toàn có thể đưa cái Pi Network Chain vào. Thì đây là một năm cái thì Thắng đánh giá, nếu như xét về mặt ứng dụng thực tế thì chúng ta thấy rằng cái Workforce Pool và cái Pigeon Mall là thực tế, và cái P2Go nữa. Còn xét về mặt tokenomic, về mặt DeFi thì cái P-Bridge nó khá là quan trọng. Nó sẽ là cái sự kết nối, tức là nó kết nối thực tế hơn. Tức là mặc dù kể cả P nó có đóng lên chăng nữa thì cái Pigeon Mall vẫn hoạt động. Nhưng cái giới hạn của nó ở đây đó chính là cái hệ sinh thái của nó bị nằm gọn trong cái khu vực giới hạn của P-Network, và nó không phát triển hơn được nữa. Nếu hàng có thì mới bán được, không có hàng thì cũng không có mua được. Còn cái Pi Bridge này nó sẽ kết nối các cái chain lại với nhau, thì từ đó nó sẽ hấp thu cái thị trường, và nó sẽ thu hút hơn nhiều nhà đầu tư nhỏ lẻ vào. Chúng ta đừng nghĩ rằng những cái người đầu tư như kiểu 100-200 đô cơ bản mới hoặc là 10-20 đô thôi. Thế nhưng mà hàng triệu người làm cái điều đó thì chúng ta hãy nhân lên, nó có sẽ có hàng chục triệu đô. Ví dụ như vậy. Thắng lấy giả sử như chúng ta bỏ 10 đô thôi, mỗi một cá nhân chúng ta 10 đô và chúng ta có khoảng 30 triệu người, thì chúng ta nhân lên cái con số đó thì thực sự là nó sẽ tăng lên vài triệu đô la, vài chục triệu đô la trong một thời gian rất là ngắn. Một vài chục triệu đô nó đã tương đương với một cái dự án rất là con nhỏ nhỏ ở trên thị trường cryptocurrency rồi, và nó sẽ chia cho cái lượng circulation supply thôi, thì tự nhiên cái mức giá nó cũng sẽ có tự động ở một cái ngưỡng nào đó cho phép. Và tất nhiên đấy là một cái dự đoán mang tính khá cá nhân.
Còn nếu như mà trong tương lai nó có thay đổi gì không thì chưa biết. Nhưng qua những ngày gần đây chúng ta thấy rằng là không chỉ đi đâu mà các cái thị trường tiền điện tử nó cũng đã có những cái dấu hiệu rất là tốt. Ví dụ như chúng ta thấy ở đây thì chúng ta có hai cái điểm quan trọng. Thứ nhất là Brazil đã chấp nhận crypto như là một cái phương thức thanh toán. Nó chấp nhận như là một cái phương thức thanh toán, tức là ngoài cái việc thanh toán bằng tiền điện tiền tiền giấy ra thì tiền pháp định ra, các bạn có thể hoàn toàn thanh toán bằng cái đồng cryptocurrency. Thì cái điều này nó có nghĩa là gì? Nó có nghĩa là bạn sẽ thanh toán bằng tiền pháp định, và cái thứ hai là bằng crypto. Để mình dễ ghi như vậy nhé. Khi mà một cái cửa hàng này, cái cửa hàng nó sẽ được phép chọn một trong hai cái này. Ví dụ giống như kiểu người ta ghi là ở đây có thanh toán bằng Momo, ở đây có thanh toán bằng Zalo, ví dụ thế. Thì cái vấn đề đây là liệu họ có làm không thì là câu chuyện khác. Nó khác hoàn toàn với cái việc là El Salvador họ sẽ thay thế hoàn toàn luôn là cái tiền của họ là Bitcoin. Nhưng với Brazil thì họ không làm như vậy. Thì đây mới là cái hướng đi thắng nghĩ là đúng đắn hơn cho cái đồng, cho cái các cái loại tiền điện tử. Và Brazil rồi các cái quốc gia Nam Mỹ, các quốc gia Bắc Mỹ, các quốc gia châu Âu, các quốc gia châu Á họ cũng chấp nhận như Brazil, thì rõ ràng là chúng ta phải thấy rằng là cái sự hợp thức hóa của cái này là rõ ràng. Thì bây giờ nó phải thúc đẩy cái việc là khung pháp lý của thị trường crypto. Và cái thứ hai nữa đó là cái việc chỉ số Core CPI. Cái chỉ số Core CPI này nó được sử dụng khá nhiều ở nền kinh tế Mỹ, và nó có một cái giá trị rất quan trọng, bởi vì là cái chỉ số Core CPI này á nó lại được Fed dùng nhiều hơn, và cái chỉ số này nó dùng để đo lường cái mức giá mà người tiêu dùng phải trả hàng tháng. Cái chỉ số này á nó được ưu tiên dùng bởi vì là cái công thức này nó linh hoạt trong cái việc sử dụng, và thứ hai là nó bao gồm các cái danh sách chi tiêu toàn diện, thứ ba là lịch sử dữ liệu được sửa đổi để phản ánh đúng dữ liệu mới, và chỉ số này nó được đánh giá thông qua bởi các cái cuộc khảo sát doanh nghiệp có xu hướng đáng tin cậy. Cái chỉ số này nó phản ánh đúng tương đương với cái sự lạm phát, tức là chỉ số này nó tăng thì lạm phát tăng, chỉ số này nó giảm thì lạm phát nó giảm. Thế cho nên là Fed nó cũng dùng ngoài cái chỉ số CPI ra, chỉ số CPI ra, người ta sẽ dùng thêm cả cái chỉ số Core CPI Index này nữa. Thì nó đã có dấu hiệu tốt và cái nền kinh tế nó bắt đầu có cái dấu hiệu là giảm lạm phát đi, cộng thêm các cái nền kinh tế khác họ cũng tăng cái lãi suất lên để nó kiềm chế lạm phát nữa, thì kinh tế nó sẽ ổn định dần dần trở lại. Thì đấy là cái câu chuyện của ngoài một chút thì chúng ta có thể thấy có những cái thông tin khác nữa, ví dụ như là về cái mình vào trong Twitter này, trên trang PChainmore, trên trang PNews, để chúng ta có thể thấy một số những cái thông tin khác. PNews mình có thể kiểm tra xem ha. Thì chúng ta có cái sự thay đổi về cái mức khai thác này, nó đã giảm từ 3,4% từ 0.017 xuống còn 0.047. Thì đấy cũng là một cái dấu hiệu là có cái lượng người tăng trưởng trong cái dự án này. Thì ngoài ra thì nếu mà cô chú anh chị của bạn muốn theo dõi chi tiết hơn ấy, thì ở đây đang thấy rằng nó có một cái trang này gọi là Pi IQ Network đó. Thì trên cái trang này nó cũng có đưa ra một số những cái thông tin rất là hữu ích về cái thống kê, về các cái tài khoản, về lượng ví rất là nhiều. Đấy, thì bây giờ chúng ta hiện tại là có khoảng 1.955.564 cái ví được mainnet, lại được trên mainnet đóng này, mỗi ngày là có khoảng 2.458 này đó. Thì chúng ta có thể thấy cái xử lý giao dịch khối lượng, xử lý về cả cái payment, về cả cái thanh toán, thì mình có thể tham khảo qua thông tin nó thống kê từ 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng, 1 năm hay là toàn bộ, thì nó cũng rất là hay để chúng ta có thể quan sát. Và cái tính tin cậy của cái web này hay nó như thế nào thì Thắng cũng không có xác định được, cho nên là chúng ta chỉ
đọc để mang tính chất tham khảo mà thôi. Thì đó là một số những cái thông tin cập nhật nhanh về cái token Pi, về cái đồng coin Pi. Và khi mà BSC nó đã đưa ra những cái thông tin như vậy á, thì Thắng nghĩ là cái tỷ lệ khá cao là Pi sẽ được đưa lên trên cái exchange của Pi, của Binance để mà họ có cái thể giao dịch. Còn cái việc nó bị chết hay không thì thực sự là nó rất là khó, bởi vì thực tế Thắng cũng không thể đoán được cái điều đấy nó xảy ra như thế nào cả. Nhưng tuy nhiên được một cái sàn lớn quan tâm thì cũng là một cái gì đó rất là tốt. Và quay cũng như là ngày trước cũng có những cái video Thắng cũng đưa tin về cái việc có cái market cap nó đang có hơn, nó đang có nhiều người quan tâm trên cái coin market cap. Thì rõ ràng là cái việc Pi nó lên sàn hay không, Thắng nghĩ là nó chắc chắn là nó sẽ phải lên thôi. Nó không lên bởi vì là Pi có team muốn lên, mà bởi vì là cộng đồng người ta cũng muốn lên nữa, thì rồi nó vẫn sẽ phải lên. Thắng nghĩ là như vậy. Trong một cái cuộc khảo sát ở đây thì trước khi Giáng sinh tới vào tháng 12 thì mọi người ước cái điều gì nó sẽ xảy ra, thì người ta lại nghĩ rằng là cái 56% là người ta nghĩ rằng mainnet sẽ có này, 33% là nghĩ rằng sẽ có KYC, và 2023 là sẽ có cái lộ trình của cái công việc của cái đội ngũ Pico Team. Thì đó là những cái thông tin họ cập nhật nhanh về P Network. Hy vọng những cái thông tin này hữu ích đối với cô chú anh chị và các bạn. Và nếu như mọi người thấy hay cái video này nó hay thì ấn nút like, share cũng như là subscribe kênh YouTube để chia sẻ video này tới nhiều người hơn. Cũng như là nếu cô chú anh chị và các bạn quan tâm nhiều hơn đến những cái vấn đề khác bên lề như về tự do tài chính, đầu tư tài chính, kinh doanh online, hay là chúng ta quan tâm đến việc học tiếng Anh, thì có thể tham khảo trên blog nguyenanthang.com. Thắng chia sẻ hoàn toàn miễn phí trên blog. Và cũng như là nếu như chúng ta quan tâm nhiều hơn về việc mua sắm online ở thời điểm hiện tại, ví dụ như chúng ta muốn mua sắm trên các cái sàn thương mại điện tử như Tiki, Shopee, Lazada, thì có thể kích vô vào cái đường link săn mã giảm giá. Thì ở trên này chúng ta có thể paste vô các cái đường link của cái sản phẩm bạn mua, bạn paste vào đây thì tự động nó sẽ hiện thị ra những cái mã giảm giá bạn có thể sử dụng để bạn có thể giảm được cái chi phí của bạn hơn. Và đặc biệt áp dụng rất là tốt đối với những người mua sắm lần đầu tiên trên các cái sàn thương mại điện tử, bạn sẽ tiết kiệm được rất nhiều chi phí ha. Rồi, còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.